bây giờ chúng ta sẽ xem lại đối với phần tiếng việt của chúng ta việc kiểm tra à, thì chúng ta kiểm tra một cái chiều dài của một chuỗi thì chúng ta không thể nào sử dụng với phần trinh len này vì nó sẽ không phù hợp à, vì tiếng việt của chúng ta có dấu vì vậy à, sau này nếu các bạn sử dụng đối với tiếng việt vào unicode thì các bạn nên sử dụng gái à, tập hợp hàm trinh à, mb trình của chúng ta ở đây các bạn nhìn thấy chúng ta cũng có một cái hàm gọi là MB À, mb là chữ viết tắt của chữ multibyte, à, à, multibyte có nghĩa là sử dụng những cái phong là unicode có dấu hoặc là những cái ký tự à, của các cái nước như là Nhật, Hàn Quốc hoặc là Nga thì chúng ta nên sử dụng à, multibyte thì hay hơn là chúng ta sử dụng trình của bậc vì vậy chúng ta cần đổi lại những cái chữ trình len này thành chữ uh, multiply trình len vậy chúng ta sẽ thay thế vào phần này bây giờ chúng ta hãy uh, thử lại xem có vấn đề gì hay không vì chúng ta bấm submit các bạn thấy không có vấn đề gì xảy ra nghĩa là multi -by của chúng ta đã thỏa mãn bia chúng ta sẽ bỏ đi và chúng ta nhấn submit các bạn đã thấy nó multi by chainlen của chúng ta vẫn kiểm tra được bình thường vậy là chúng ta đã thực hiện validate có nghĩa là kiểm tra xong các form các uh, cái ô này bia vấn đề của chúng ta đó là upload file Vậy thì đối với phần upload file của chúng ta thì với form contact thì có thể là người ta đính kèm file hoặc không đính kèm file. Vậy thì chúng ta sẽ chỉ kiểm tra cái phần mở rộng của file đính kèm khi người ta upload mà thôi. Còn nếu người ta không upload thì chúng ta không cần kiểm tra. Vậy lúc này chúng ta sẽ phải biết như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra phần attack. lúc này chúng ta sẽ sửa lại ở đây của chúng ta lại start đầu tiên với đối với file của chúng ta thì chúng ta không thể nào sử dụng là block method được mà chúng ta phải biết theo một kiểu khác chúng ta sẽ viết là start bằng uh, file và chúng ta điền vào cái tên của cái ô mà chúng ta sẽ upload file đó là iStack của chúng ta Chúng ta đưa vào phần này Tiếp theo là chúng ta sẽ in những cái giá trị ra để chúng ta xem